Không thể tin được là chuyến đi Nha Trang vừa rồi mình đã được tận mắt thấy mây ngũ sắc tại Nha Trang, đẹp xỉu luôn á mọi người. Và mình đã có một kỳ nghỉ ngắn ngay, 2 ngày 1 đêm tại Nha Trang. Wow, mùa này Nha Trang nắng đẹp lắm nha, vì đang là mùa hè mà. Và chuyến đi này thì chủ yếu thì mình sẽ đi nghỉ ngơi thư giãn thôi, nên chỉ đi một vài điểm quen thuộc rồi thư giãn là chính. Vậy trong 2 ngày 1 đêm ngắn như vậy thì mình đã nghỉ ngơi ở đâu, như thế nào? Thì xin mời mấy bạn theo chân mình trong vlog này nha. Và hello mọi người, thì hiện tại thì mình đang ở Nha Trang là mọi người nha. Bây giờ thì cũng quá là sớm, mới có tầm 11 giờ thôi và chưa có tới giờ nhận phòng. Cho nên bây giờ thì mình sẽ phải đi đâu đó lanh quanh xíu xíu, rồi mình sẽ quay về lại khách sạn để nhận phòng sau ha. Vì lúc đó cũng đã trưa rồi nên thôi thì mình quyết định thì mình sẽ đi ăn trưa nha. Mình lại ghé qua một cái quán rất là quen thuộc mỗi khi mà mình xuống Nha Trang, đó là nem nướng Đặng Quang Nguyên. Nem nướng ở đây thì sẽ có giá là 50.000 cho một phần mọi người ha. Mọi người ăn bao nhiêu thì cứ kêu bao nhiêu phần. Ở đây thì một phần nem nướng thì nó sẽ có bao gồm là có ram, có rau, có dưa leo, vân vân. Nói chung là rất là nhiều thứ ha. Mời mọi người ăn trưa nha. Và hiện tại thì đang là 1 giờ kém nha mọi người. Rất là may mắn là tại vì bạn Lệ Tân đã hỗ trợ mình nhận phòng sớm, chứ thật ra thì quy định thì nó sẽ là 2 giờ chiều để nhận phòng nha, chứ không phải là bây giờ. Nói chung thì tại vì có phòng sớm cho nên là mấy bạn hỗ trợ mình luôn. Tuyệt vời. Và đây là phòng mình ở tại Nha Trang nha mọi người. Senior Ocean View. Wow. Và sẽ có một góc về phía view biển. Mở ra, đây. Một góc về phía view biển phía bên kia ha. Còn đây là nhà vệ sinh của căn phòng mà mình đã ở, cũng rất là sạch sẽ. Ở cái tấm gương này phía sau nó có cái đèn để mình có thể mà rửa mặt rồi cái kiểu nhìn cái đèn sáng. Đây. Còn cái bồn tắm thì nó sẽ ở bên đây ha. Nói chung thì phòng này cũng khá là ok. So với nhiều nơi thì mình thấy là phòng ở khách sạn Nha Trang mình thấy rất là ổn luôn nha mọi người. Như phòng này mình book thì chỉ có giá là 500.000 cho một đêm thôi. Ổn ha. Nó cũng khá ok để mà nghỉ dưỡng này nọ cái kiểu nó cũng gần biển nữa. Nhưng mà bị một cái ở đây mấy bạn biết sao là nó sẽ là cái đường một chiều. Cái thứ hai nữa thì mình gửi xe máy thôi. Nếu mà mấy bạn mà đi ô tô á thì khi mà tới đây thì mình sẽ gửi xe cách khách sạn khoảng tầm 300m nha. Nhưng mà được cái là sẽ có mấy anh bảo vệ, mấy anh sẽ theo mình, rồi mấy anh sẽ chở mình về lại khách sạn kiểu vậy á. Như lúc đầu clip thì mình đã có nói thì chủ yếu cái chuyến đi Nha Trang này thì mình sẽ kiểu là nghỉ dưỡng ha. Cho nên là trưa hôm đó thì mình sẽ quyết định mình đi qua Vinpearl Harbor để mình trải nghiệm cái tổ hợp xông hơi Jim Jill Bang của Aquafil ở bên đó mọi người. Dạ nó xe máy mình gửi ở đâu anh? Dạ xe máy mình gửi ở đâu anh? Dạ anh vòng qua để trái luôn không? Có cái đường như đây mà. À. Đó, đó xe. Vậy là giờ mình đi thẳng đúng không anh? Dạ không, vòng mình vòng ngược lại. Vòng ngược lại, dạ ok. Thế là anh tưởng là đi thẳng xong rồi để trái, nhưng mà không, lên này để trái. Đó, mình sẽ nếu mà đi xe máy thì mình sẽ đi ở đường trên nha mọi người. Có xe đó, ở đây, cái bãi xe máy nó sẽ nằm ở phía trên nha. Đó. Mấy lần trước thì mình đi là mình đi bằng taxi. Chàng taxi nó sẽ chở tới thẳng tới chỗ cái cửa luôn. Còn nếu mình đi xe máy thì mình phải đi qua cái bãi sát bên đây này để mình gửi xe. Phí giữ xe ở đây thì sẽ là 5.000 nha mọi người. Hồi nãy mấy bạn nhân viên có hỏi là mình qua đây mình chơi là về trong ngày hay là qua đêm. Mình nghĩ là nếu mà về trong ngày thì sẽ là 5.000 ha. Chủ nhà xe rất là nhiều luôn. Thôi cái mình gửi lát nữa cái mình quên luôn em. Nắng nha. Mùa này Nha Trang nóng xỉu. Nó vẫn có gió nhưng mà nắng. Lần nào tới đây thì mình cũng thấy rất là ấn tượng bởi cái kiến trúc này nha. Qua một cái tòa lâu đài kiểu mang kiến trúc châu Âu rất là đẹp ha. Nói chung thì trong cái chuyến đi Nha Trang này thì chủ yếu thì mình sẽ đi nghỉ dưỡng là chính nha, cho nên là chiều hôm nay thì mình sẽ qua bên khu Vinpearl Harbor để mình trải nghiệm cái tắm xông hơi của Aquafil ở bên đó. Mình sẽ xông hơi rồi bên đó cả một buổi chiều rồi. Và không biết là ở bên đó cái trải nghiệm nó như thế nào. Thì bây giờ thì mấy bạn thì cứ theo chân mình nha.
Ngày mình đi thì mình thấy cũng khá là may mắn, tại vì là không có đông khách quá, cho nên là kiểu là mình vào mình mua vé được luôn. Thế là mình đi thẳng, không có cần xếp hàng lâu mấy bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ lên cáp treo và mình sẽ đi qua một cái vùng biển rất là đẹp để đến với Hòn Tre nha mọi người. Thật sự là mình đi Nha Trang cũng quá là nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào mình thấy cũng rất là ấn tượng với biển của Nha Trang nha. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Và kiểu là mình ngồi ở trên cái cáp treo mình nhìn xuống á, nó cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Mình mới vừa tới đảo nha mọi người, bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới ha. Wow, mình thấy bên kia là mọi người cũng đang xếp hàng đi về rất là đông. Chắc là mọi người chơi ở đây cũng cả một buổi sáng rồi. Đây là khung cảnh của Vinpearl Harbor. Clip trước thì mình đã có quay khá là chi tiết về Vinpearl Harbor rồi, cho nên là mấy bạn nếu mà có muốn tham khảo về cái khu này thì có thể xem lại cái clip cũ của mình ở Nha Trang nha. Hôm nay thì mình chỉ có qua mình trải nghiệm chính là cái này nè, cái Jim Jill Bank của Aquafield Nha Trang ha. Aquafield Nha Trang thì sẽ nằm ở trong cái khu Harbor Market nha mọi người. Mình sẽ vào trong đó rồi mình đi lên cái tầng thứ hai thì mình sẽ được lên trên đó ha. Thời gian hoạt động của Aquafield Nha Trang thì sẽ là 9 giờ sáng tới 10 giờ tối hàng ngày. Combo vé tiêu chuẩn cho Jim Jill Bank và cáp treo khứ hồi thì sẽ là 630.000 cho một người ha. Nhưng mà hiện tại đang giảm giá còn có 535.000 thôi mà, áp dụng tới cuối tháng 12 lận á mấy bạn. Với mỗi vé tiêu chuẩn như thế này ấy, thì mình sẽ được trải nghiệm 4 tiếng đồng hồ tại Aquafield mấy bạn ha. Với trên vé này thì sẽ có một cái số này là cái số tương ứng với cái locker của mình nha. Cho nên là mấy bạn hãy để ý cái vé của mình ha. Nó sẽ tương đương với lại cái locker luôn á. 070 của mình là 070. Để mình tìm thử. Bên đây, 070 là bên đây. Locker này thì mình chỉ có để giày thôi nha. Khóa lại, mình rút ra xong. Ở đây thì sẽ có một cái bản đồ ha. Mấy bạn để ý nếu mà mấy bạn muốn trải nghiệm phòng nào thì mấy bạn nhớ chụp lại nha. Thì mình sẽ đi theo cái hướng bản đồ này thì nó sẽ ok hơn. Đó, có cái phòng đây. Nó hiện thấy đồ thông tin đó rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào thay đồ ha. Phòng thay đồ nam phía bên này. Bạn nhân viên đang quấn cái khăn đầu cừu cho mình nha mọi người. Chắc là mình sẽ đội cái này lên đầu nhìn nó rất là dễ thương. Đây, thành quả sau khi mà mình đã đội nha. Nhìn rất là dễ thương nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để mình trải nghiệm 7 phòng trước đó. Rồi lát nữa mình sẽ qua kia mình xông hơi sau. Chung là vợ mình đang quấn tay thỏ nha mọi người. Thay vì mình là cái đầu cừu. Ở đây thì mình sẽ đi từ ở phía trên mình đi xuống dưới này nha mọi người. Mình nghe mấy bạn nhân viên nói là mình phải đi theo số thứ tự để tránh cơ thể mình nó bị sốc nhiệt ha. Và phòng đầu tiên mình sẽ trải nghiệm ở đây đó là phòng muối Himalaya. Ở trong nào ơi, mới mở cửa ra thấy nóng nóng rồi đó. Ủa? Nóng nha. Nói chung là khi mấy bạn vào đây quay máy quay phim mấy bạn quay một xíu rồi bỏ ở ngoài nha. Đừng để không quá, ảnh hưởng tới máy móc. Nói chung là với cái nhiệt độ của cái phòng này thì mình vẫn chịu được nha. Nhưng mà trong này có những cái phòng còn nóng hơn như thế này nữa đó. Các phòng lên tới tận đâu 70-80 độ lần đó. Wow. Thôi, hôm nay thì mình sẽ thử mình vào những cái phòng nhiệt độ cao đó thì nó sẽ xem nó như thế nào nha. Nói chung là cái phòng này chưa có phải là quá nóng so với mình đâu nha. Lát nữa thì mình sẽ thử cái phòng nóng nhất ở đây để mình xem thử mình với vợ mình, đây, vợ bên đây, ai sẽ là người ở trong cái phòng đó lâu nhất nha. Trời ơi, cái phòng 70 độ. Ê, tôi thấy là hơi... ở phía trên đây 70 độ nè mọi người, 70 độ. Trời ơi. Hồi nãy mình quên nói cho mấy bạn là trước những cái phòng này nó sẽ ghi nè, nó sẽ ghi tên phòng. Và cái căn phòng này thì nó sẽ sử dụng cái là loại gì, nguyên liệu gì. Và nó có chức năng là như thế nào ha. Phòng hoàng thổ này thì nó sẽ thanh lọc và kháng khuẩn cho cơ thể ha. 70 độ, nghe là thấy ngợp ngợp ở đó, bên kia 55 độ. 70 độ nha mọi người. Mình chỉ được quay ở trong này một xíu xíu tại vì là người ta khuyến khích không có đem máy móc công nghệ vô này tại vì nó rất là nóng, vô nó ảnh hưởng máy. Thế mình chỉ dắt mấy bạn đi vào trong này nhưng mà nó nóng thực sự. 70 độ. Với cái nóng ngoài trời đâu tầm khoảng 30 mấy độ là mình thấy wow, mệt rồi. Bên đây trong này 70 độ này. Nóng như một cái lò lửa luôn á. Đá hoàng thổ. Đây phòng hoàng thổ này. Và đây là cái phòng hồi nãy mình hỏi mấy bạn nhân viên là cái phòng này là nóng nhất nha, phòng Bungama. Là cái phòng sử dụng gạch đất sét đỏ dẻo và chất lượng với cái lượng tia hồng ngoại giúp cho thanh lọc cơ thể, chống viêm và chống ung thư ha. Giờ thì mình sẽ vào trước nha mọi người. Cái nói chung là cái phòng này nóng hay là lạnh thì phụ thuộc vào lúc mà mọi người mở cửa ra hay là đóng hay là nó có lâu hay là không. Tại vì là khi mà mở cái cửa ra thì cái nhiệt nó cũng thoát ra ngoài rồi, cho nên là đôi khi cái nhiệt độ nó cũng sẽ xuống á. Đây cũng rất nóng.
Trời nóng quá. Ở nóng nha. Và mình để ý nha, mặc dù là cái nhiệt độ ở ngoài á, thì nó sẽ ghi bằng với cái phòng khác thôi, nhưng mà mình vào bên trong á, thì mình cảm giác nó nóng hơn cái phòng kia rất là nhiều nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào bên trong phòng nha. Đi. Vào trong phòng. Đi. A few moments later. Mình chịu nóng không có nổi. Hồi xưa giờ là mình kiểu là mình chịu nóng mà mất vừa phải thôi chứ nóng mái thì thôi. Mình chịu luôn. Trước khi vào thì mấy bạn cũng nhớ để ý cái bảng này một xíu xíu này, nó sẽ có cái giờ ở đây nè. Mỗi phòng này sẽ có một cái khoảng thời gian mình ở trong đó tốt nhất. Giống như cái phòng gỗ bách thì sẽ là 30 phút nha. Đây, nó có 30 phút nè. Phòng này thì chỉ có 24 độ thôi nha mọi người. Nó mát như Đà Lạt rồi, mình nghĩ là cái phòng này mát như Đà Lạt rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong ha. Wow, đúng là phòng này mát quá. Ủa? Cái gì vậy bà nội? Wow, cái phòng này nó mát mà nó rất là thơm luôn nha mọi người. Nói chung là tất cả các phòng này nó đều rất là thơm. Nhưng mà mình thích cái không khí nó mát mẻ như này và có mùi thơm hơn, đúng không vợ ơi? Được. Ủa sao cười? Đã. Và đúng là trong tất cả các phòng nãy giờ mình đã trải nghiệm thì mình thấy cái phòng này nó đã nhất nha. Tại vì cái phòng này nó rất là mát và nó lại thơm nữa. Thế là hai đứa ngồi ở đây xem tivi rồi kiểu ngồi chiêu chiêu cả một buổi luôn vậy đó. Ê, cái phòng này là phòng may nè. Phòng may sao giống sang may ở Đà Lạt quá à. Đâu, để mình vào thử cái phòng này nha. À, wow, đúng rồi, bên trong này toàn là may. Thơm quá à. Tôi tưởng tượng tôi đang đi săn mây ở Đà Lạt. Như các bạn có thể thấy thì ở phía bên đường này thì nó sẽ thổi khói từ bên đường phía bên này qua nha mọi người. Cho nên là mình càng đi qua đây thì nó sẽ càng nhiều khói. Và đây chính là căn phòng lạnh nhất trong chuỗi 7 phòng Jim Zilban tại Awafield. Đó là phòng tuyết. Và bên trong thì mấy bạn có thể thấy một cái chiếc máy đang tạo tuyết nhân tạo nữa cơ, rất là xịn nha. Và hai đứa mình lại tiếp tục thi ai là đứa chịu lạnh tốt hơn. Tôi là tôi thấy tôi có lợi thế rồi đó, tại mình ở Đà Lạt 10 năm rồi mà. Và đúng là không ngoài dự đoán, tôi là người chiến thắng nha mọi người, một đều. Và trong clip này thì mình chỉ có thể trải nghiệm vài phòng để mấy bạn có thể xem qua và tham khảo thôi nha. Còn một số phòng khác nữa. Nên nếu mà mấy bạn muốn trải nghiệm tất cả các phòng thì hãy tới Jim Zilban của Awafield Nha Trang nha. Ở đây thì cũng sẽ có một cái food court ha. Mọi người khi mà xong hơi xong thì mình có thể vào đây mình ăn. Mình qua bên này mình order này ha. Rồi sau đó là mình sẽ vào bên trong này mình ăn nè. Sau khi mà mình order xong á, thì mình sẽ lát nữa mà mấy bạn muốn thanh toán thì mấy bạn sẽ đi ra ngoài lễ tân để thanh toán nha mọi người. Ở đây thì mình chỉ order đồ ăn thôi ha. Nhìn chung thì mình thấy đồ ăn ở trong này thì ăn nó kiểu nó cũng ok á mọi người. Nhưng mà bị một cái là giá trong này nó sẽ hơi cao nha mọi người. Cho nên là khi mà vào ăn á, thì mấy bạn có thể xem menu rồi cân nhắc ha. Và đây là cái tiết mục mà mình trông chờ nhất cho cái buổi ngày hôm nay, đó là người nào thua là người đó sẽ bị đạp cái chấn vô đầu. Hồi nãy anh thua cái đầu tiên đúng không? Đây cho em đặt trước. Ủa nấu không? Nấu không? Dạ cho nấu vậy. Ừ xong rồi vậy. Ừ đợi. Sao nấu vậy? Dạ. Ê đặt 3 lần nữa nha. Dạ. Đau nha. Và bây giờ thì tới lượt mình sẽ đập lại đầu mình nha. Không. Em đừng có thua. Em thua cái phòng lạnh nhất. Đây. Mà đâu có đập. Thôi làm sao mà mình đập vợ mình được. Mình tự đập mình. Không thể nào mà đập phụ nữ được nha mọi người. Thế là thôi mình nhận thua cả hai. Nói chung là hôm nay rất là vui. Tại vì kiểu trải nghiệm ở đây rất là ok. Ăn trứng thôi. Vậy là cuối cùng hai đứa mình đụng đã trải nghiệm xong cái xông hơi kiểu Hàn Quốc Jin Jin Bang ở đây ha. Cũng khá là thú vị.
mình nói chung là mình thư giãn rồi xong hơi ở đây xong á, mình cảm giác mình rất là nhẹ nhàng thoải mái trong người nha mọi người. Cho nên là kiểu mấy bạn mà trong công việc này nọ kiểu có áp lực hay gì đó cứ xuống Nha Trang rồi ghé ở đây thử trải nghiệm ha, rất là ok. Hiện tại thì mình đang đi ra phía ngoài để đi ngắm hoàng hôn nha mọi người, mà mình thấy nghi nghi quá tại vì xa xa mình thấy mây nhiều quá, không biết là ở đây hôm nay có hoàng hôn hay không. Và một điều mình thấy rất là bất ngờ và may mắn khi mà ngắm hoàng hôn tại Vinpearl Nha Trang đó là ngày cái ngày mà mình đi á thì có mây ngũ sắc nha mọi người. Wow, nó rất là đẹp luôn nha. Và sau khi mà ngắm hoàng hôn và mây ngũ sắc xong á thì tụi mình lên lại cáp treo để quay trở lại đất liền ha. Và tối hôm đó thì tụi mình đã đi ăn tối ở một cái quán bánh canh cũng khá là ngon. Đây là lần thứ hai mình ghé lại quán rồi đó. Khi mà mình tới quán thì mình thấy cũng rất là đông khách đang ngồi ăn nha mọi người. Ở đây thì bánh canh thì sẽ rơi vào tầm khoảng 30.000 cho một tô ớ ự nha mọi người. Rất là nhiều topping. Đây là lần thứ hai mình ghé lại quán bánh canh cô Hà nha mọi người. Tại vì lần trước là con mình có một người anh dưới Nha Trang á, thấy ảnh dắt đi ăn ngon quá. Cái lần thứ hai lần này xuống Nha Trang thì mình ghé lại mình ăn. Cái dùng quán bánh canh rất là đậm đà. Phở gì? Phở dài. Phở dài á, chỗ trồng củ cáp á. Quán này sẽ có một cái hũ nước mắm nha. Đây, mình có thể lấy cái này rồi mình chấm. Chấm với chả, cái cũng rất là ngon. Nước mắm ngon mà cay đó. Sáng hôm sau cũng là một ngày rất là đẹp trời ở Nha Trang. Hôm đó thì mình quyết định đi ăn một cái món cũng rất là nổi tiếng ở Nha Trang, đó là bún cá. Mình thì hay ăn bên quán Sông Ngư, tại quán này ngon, topping nhiều, giá thì từ là 40-45 cho một tô à. Mình ăn một cái tô lớn đặc biệt đầy đủ thì sẽ có giá là 55 nha. Một tô bún cá đầy đủ năng lượng cho một buổi sáng tại Nha Trang. Mọi người đi Nha Trang á thì thường hay chọn các quán cà phê view biển để ngồi đúng không? Mình thì lần này hơi khác một xíu, mình sẽ dắt mấy bạn đi một chiếc quán cà phê cũng khá là hay, đó là cà phê ngắm tàu chạy qua lại nè. Nhìn bên ngoài thì mình không nghĩ là có thể ngắm tàu đâu, vào bên trong á thì mới biết là có thể ngắm được á. Không gian quán thì kiểu là một cái ngôi nhà cũ có 3 tầng, được để co lại với nhiều cây cối nhìn cũng bắt mắt lắm á mọi người. 3 tầng thì đều có cái không gian phía bên ngoài ngắm được tàu á, mỗi tầng thì sẽ ngắm được một cái góc khác nhau của tàu nha. Giá nước ở đây thì sẽ dao động từ 25 tới 50 cho một ly nước nha. Ly cà phê kem muối của mình thì là 37 nè mọi người. Ngồi một hồi lâu thì mình cũng đã thấy tàu, nhưng mà xu gà na một cái là tàu chạy tới một xíu rồi di lui lại thôi à, chứ không có chạy tới nữa. Trời, khá là buồn cười là mình cứ tưởng là tàu nó sẽ chạy thẳng ở đây rồi, nhưng không, nó chạy tới đây một hồi cái xong cái nó cua lại. Nó gì xì lại. So, thôi mình ngồi đây mình chơi xíu xíu để mình chờ cái chuyến tàu sau ha. Nhưng bây giờ thì trong khi mà chờ chuyến tàu sau thì mình làm ngay một ly cà phê muối nha mọi người. Ủa mà thường thường một ngày nó sẽ bao nhiêu chuyến ha? Mày mở lịch cái lịch DSVN lên. Sẽ biết tàu chạy thế nào. Okay. Nhiều chuyến lắm. Yeah. Còn thấy bác Nam này nó đi nhiều. Vậy là mình không phải đợi chờ quá là lâu. Mình ngồi uống cà phê khoảng tầm 15-20 phút thôi là đã thấy một cái chuyến tàu khác đang chạy tới rồi đó. Vậy là đi cà phê xong tới trưa thì mình sẽ về trả phòng, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm của mình tại Nha Trang. Mong là chuyến vlog này thì sẽ thêm cho mọi người một vài địa điểm đi mới khi mà đến với thành phố biển này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình. Nếu mà thấy hay á thì hãy cho mình một like, một comment và subscribe để ủng hộ mình ha. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.